Chào các bạn, chào cả nhà. Chào cả nhà mình đến với video tâm sang cuộc sống hàng ngày. Mình dẫn cả nhà mình ra vườn review cái vườn của mình cho cả nhà mình xem nha. Đậu bắp trồng nhiều mà năm nay thất thu. Cả nhà, đậu bắp của nhà mình nè. Là quả kêu là bắp tay, ở Mỹ mình gọi là bắp tay. Hello, hello các bạn, hello cả nhà mình. Good morning cả nhà. Cho mồng tơi nhà mình cho lá mà nó to ghê chưa cả nhà. Lá chà bá lửa luôn, lá là to hơn cái bàn tay mình luôn. Cái bông đậu bắp đẹp rồi chưa. Trời mưa mình hứng nước mưa, hứng nước mưa để tưới cây á, cây chanh của mình, rau cần cua này, cây cóc nè. Cây cóc hồi bữa mình mua ở chợ 50 đồng của mấy sơ, giờ nó có bông. Tốt kia chưa, rau mồng tơi. Rau mồng tơi nhà mình á, rau mồng tơi này. Ngày hai ngày nữa là lặt cây đu đủ, cây đu đủ á, cây đu đủ này. Cây đậu gián, đậu gián hồi bữa giờ hái miết nè. Dưa lưới nó chín được hai trái rồi, giờ trái này là đi chín nữa nè, trái này chín rồi nè, kêu ông hái à, chín rồi đó, hai trái này chín rồi nè. Trời dưa lưới ngọt ghê cả nhà. Khổ qua, khổ qua. Rồi đâu chú tô nhà mình lá xong chà bá lửa luôn. Bí hôm nay là cắt cái trái bí này để vô để nấu xương heo nè. Mướp hôm nay là thu hoạch mướp nè, cái mướp này là để làm giống cả nhà. Rồi bầu lủng lẳng, nó nóng quá nó ra lủng lẳng vậy, nóng quá. Nóng quá nó ra nó vàng vậy, vàng hết.
vườn của mình hơn. Mùa hè là thấy cái vườn dễ thương lắm. Thơm. Thơm nha mình. Mùa hè là dễ thương lắm. Mùa đông là thơ. Cái này là coi như củ kiệu. Củ kiệu. Củ kiệu. Mà nó mọc vô đây rồi, theo nhìn không ra chứ không phải giỡn. Nhìn không ra. Nó giống giống củ kiệu. Thấy chưa? Nó xem nè. Bên này nó cũng bên này cũng củ kiệu. Ở đâu mà có mấy cây này nó mọc vô đây. Cái này cũng củ kiệu mà nó cái này nó sao nó xấu thôi. Nó vàng. Nắng quá. Có mấy cây càng cua nó mọc nhổ bứng ra ngoài trồng để ở đây. Rau càng cua của mình. Bye các bạn, bye cả nhà. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem video Tâm Sang cuộc sống hàng ngày. Hai cây đào.